chưa? Ông luôn này. Trên này rất là đẹp, bằng phẳng, rộng mênh mông này, không một bóng người này, hoang sơ này. Đây là đồi Què, Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trên này có một con chim cắt này, không biết là máy quay này có nhìn thấy không? Trên đó có một con chim cắt này. Mình đi khảo sát rồi, không có ai cả. Mình mong đây là tận, đây là vào tận bên trong đấy. Đẹp chưa? Mình mong. Một mình ta với thiên nhiên này. Đây là rừng này. Đây là rừng. Đây là rừng nhá. Đây là cây lá ngón này. Cây này ăn là chết người này. Đây là cây lá ngón này mọi người này. Đấy nhá, nhìn nhá, cây lá ngón đây. Đây nó là dây lá ngón nha. Đây là, đây là đi rừng là phải cẩn thận này. Nhìn thấy những cái này này. Bát ngát này. Đây, cỏ này, mình mông này, tuyệt vời chưa? Đó. Được, mình mông này, có rừng cây này, có rừng cây này, đẹp không? Bên này. Đây này cắm có đồi sim này.